Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây EF Phoenix Gold nhặt hòm đồ top zombie. Úi dồi ôi, cứ bảo nó không đau đi. Ở cái điện mây ngắm vào chân mà nó còn bay vào đầu kìa. Vãi xoài. Con game hư cấu vờ lờ. Thế thôi, mình bắt đầu nghe tiếng chân của anh Tơ phía sau rồi. Đấy, có sai đâu. Nó nghịch cái trưởng lực của anh Tơ ấy. Nó cứ xì xì làm em đau hết cả tim. Lag này, ui dồi ôi. Ai, vẫn thoát nè. Rồi, làm gì đây? Xuống nhặt hòm thôi. Đồng thế, may quá. Quả đấy mà còn rớt phát 2 nữa thì thôi. Em nghỉ game. Rồi, nhấp nháy này. Nhấp nháy, ui dồi. Mất giáp kìa. Phần thân vẫn mất giáp à ta? Ảo vậy, ui dồi ôi. Vào đầu cơ. Headshot. Rồi, có hero rồi. Chúng ta sẽ... Úi dồi, sao nhảy mít thế này trời? Đâu rồi? Đi đâu đây? Đi đâu để trở lại đây? Úi dồi, nhảy mít nữa. Ơ cái điện mệnh mất giáp kìa. Thôi biến luôn đi. Vâng. Này thì hướng chó này. Dùng non. Đâu rồi? Tao sợ chúng mày quá cơ. Úi dồi, đau thế. Vâng, anh dùng non chỉ kịp nhìn mình một cái thôi. À, anh Tơ này. Úi dồi ôi, thơm. Lấy đây. Đâu rồi? Mấy con lợn này. Ừ, sau nhiều pha nhảy mic thì cuối cùng mình cũng đã nhảy được. À, móc lốp này. Thích à? À, còn hủy diệt này. Úi dồi, à, chết nhầm. Tia chớp. Yếu rồi. Yếu rồi. Ơ, lag à? Này đi, chạy phía sau này. À, thằng này. Mày hứng chó à? Mày thấy con tia chớp kia lao vào người tao, mày nghĩ mày còn sống á? Hư cấu vậy. Đây rồi, mình thấy một thằng AFK ở phía trên này. Từ từ mình tính kiếm thêm một kill nào. Ở cái định mệnh. Vai xoài. Vừa lên tới nơi thì nó thoát bà rồi. Định mệnh nữa. Khắm vào lờ. Hết giờ. Mình chán quá anh em ạ. Mình thoát thì từ từ thôi. Để người ta ăn đã rồi thoát. Ok, trận đầu tiên 51 kill. Chắc là đối với mình trận này đùa top nó cũng dễ thôi. Không khó. Cái này công nhận chém cũng rất là sướng. Rất dễ chém vào đầu bằng kill đặc biệt. Đấy chứ nhầm, kill thường thôi. Cũng rất dễ vào đầu. Mình cảm giác như thế. Còn kill đặc biệt thì ngắm đâu thì nó vào đấy thôi. Đây rồi. Chạy đâu nhanh như vậy. À nó thoát. Ok. Đã làm zombie thì sao phải xoắn nhở? Phòng này toàn gì đâu không chứ có thẩm du nhiều đâu. Mình nghĩ tới cuối trận kìa, nó mới thẩm du. Chat riêng bị mệnh. Úi dồi ôi, thơm thế. Vâng, bạn Mỹ Kim không biết chat riêng với mình cái gì. Nó chat riêng cái gì à, mình không thể đọc hết được. Mấy thấy cái A còn các kiểu thôi. Chắc là nó thấy mình chơi zombie ấy. Vâng, suốt ngày nó bắn C4. Mình không... Úi dồi, bình tĩnh. May quá. Vâng, thấy rằng hủy diệt nó ở dưới sao ấy. Hết hồn. Đâu rồi, mình thì zombie nhiều hơn thôi. Hòm này. Úi dồi ôi. Vâng, nhặt hòm trước mặt anh tia chớp. Ôi, ôi. Này thì... Này thì... Này thì... Mắt giáp của bố. Úi dồi. Đậu xanh. Cái nút di chuyển. Vâng, đúng lúc nó dừng lại. May quá không chết. May cái thằng tia chớp nó ngáo đấy. Chứ nó mà kiểu hổ báo hướng chó ấy. Pha đấy mình chết rồi. Chắc mình sẽ chơi cẩn thận lại. Mất giáp rồi. Không thể đú được. Vâng, già cả rồi. Không đú với được mấy thanh niên nguy hiểm. Úi dồi ôi. Chân dài kia. Chân dài tới lách thế kia thì thôi em té đây. Vâng, lách em ngắn lắm. Nó lên được. Help me. Tôi xong rồi. Biết ngay mà. Với cái pha nó nhảy cao thì mình không thể nhảy lên bậc. Mình nhảy lên kịp lên nấc thứ hai thì nó sẽ cào được mình. Quả đấy đi di chuyển hơi bị... Nhưng quả đấy không thể thoát được anh em ạ. Quả đấy mình chỉ có thể di chuyển lên cái bậc thứ hai mà không bị cào là sống. Còn nếu mà bị cào thì xác định rồi. Khó quá. Rất khó. Nếu mà không có súng mà đối với cương thi thì nó kinh lắm. Không thể thoát được đâu. Không chạy được.
Mà cái phòng này hay nhở, mình đi đâu cũng không nhặt được súng ở thế đéo đâu. What the fuck, nãy giờ chả nhặt được cái khẩu súng nào, duy nhất được một trận nhặt được là RPK VIP thì phải. Đèn thật đấy, toàn bom với bom thôi. Mình thì mình nhiều bom lắm, vâng ném ném mãi không hết thôi. Ôi ăn được kill kìa. Vãi xoài, vâng anh em hợp tác thế, hiểu ý nhau ghê. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, không có súng ăn kill thì chúng ta sẽ dùng vũ khí cận chiến ăn kill thôi. Ôi nhảy mít kìa, đậu xanh đâu rồi, à nó bên này. Ôi ui rồi ôi nhấp nháy kìa, ui rồi hai con nhấp nháy rồi, nó ăn luôn cả hai. Định mệnh gì đây, M249 Phoenix cũng được, vâng có súng là được rồi, vâng còn hơn không có. Trên này, ui rồi ôi cái bọn này nó chơi khắm vờ lời, nó thấy mình vào ấy thì bọn kia nó không bắn cover để cho thằng kia nhấp nháy. Không quả đấy, bọn kia chỉ cần thiếu một hai viên đạn nữa là mình ăn được cái thằng giống non rồi. Cay thế, mình cũng kênh kênh rồi, bọn kia bắn liên tục thì mình cũng kênh rồi, nhưng quá đen thôi. Sự khốn nạn đến từ những thanh niên quay tay lên thùng hàng với lại bàn thờ các kiểu. Ủa bạn tơ làm gì ấy, làm gì đấy, bất lực nhìn xung quanh không biết đi đâu về, để về đâu anh em ạ, khổ lắm cơ. Bọn kia nó lên hết thì thùng hàng với lại bàn thờ thẩm du rồi, tôi chả biết đi đâu bây giờ. Đang chỉ còn mỗi mình là đứng làm bạn với bạn ấy thôi. Ui rồi may quá thằng tơ nó không thấy. Rồi ra mình nghĩ mình nên té đi, không nên đố nữa. Vâng cuộc tình dù đúng dù sai thế còn thùng hàng nữa thôi là có hero. Anh em đâu cố lên, còn một thằng đứng quay tay trên khu vực cao nhất kìa. Vâng nó đã chết rồi, hay quá. Bây giờ khu vực thùng hàng sẽ được chú ý nhiều nhất đấy. Mình sẽ vào đây để kiếm hero. Đấy có hero rồi, vâng quả này thì tuyệt vời. Quay tay thôi, quay tay thôi, gần hết giờ rồi. Mình có nên đi khô máu không ta? À vẫn còn đứng ở đây. Ôi thằng kia nó ăn sạch rồi kìa, vãi xoài. Thế thì tin rồi, phải ơn đến tê không trả lời. Ui thôi xong rồi, sao có người biết mình ta, what the fuck. Rồi sau khi biết mình thì kiểu gì trận sau mình cũng ăn hành ngập mồm cho xem. Chúng biến hero luôn, kiếm XQ à, 3 giây yếu rồi. Ôi hết giờ. Và các bạn cứ để ý xem, trận sau mình mà không ăn hành thì hơi bị phí đấy. Bây giờ nên đi chỗ nào để khỏi bị ăn hành ta? Đi đâu đây? Cái chỗ này không biết là nấp chỗ nào an toàn nhất nhỉ? Và không biết là Hoàng Lăng thì nấp chỗ nào an toàn? Trừ phi mà chỉ giết thằng Tơ xong mới an toàn thôi. Ôi rồi ôi, sau một trận làm hai lần làm giom ta, có 5 trận hả? Cho người ta làm một trận là đủ rồi, nó quất luôn 2 trận nó chất phái cả xoài. À định mệnh, mình nghe tiếng nhảy xuống, công nhận nó nhảy xuống thật kìa, cố nạn vậy. Tao sợ mày quá cơ. Úi dồi ôi Thẩm Du căng, vẫn gắt quá hả, căng vậy. Ôi nó đứng hết trên bọn trên này nó Thẩm Du rồi, lên trên đếch nào được. Ôi đừng, what the hell. Úi dồi flat đây rồi, thôi xong rồi không được anh em ạ, bọn này nó Thẩm Du kinh quá. Cho mình sẽ ra sau này quay tay với anh Tơ. Đấy ra sau này đứng với anh Tơ cũng được. Đây rồi, hay quá. Một bé này, ok. Biện pháp đối với bọn Thẩm Du ấy thì các bạn nên đi quay tay đi. Bọn đấy cũng chơi chó, mình cũng chơi lại như vậy thôi. Vâng, gieo nhân nào thì gặp quả nấy thôi. Này, đi xuống này, con lợn này, Thẩm Du cho cố vô.
Nhưng vẫn có nhiều thằng ấy, nó vẫn lì lợm, nó đứng một chỗ. Công nhận bọn này bắn ghê thật ấy. Vâng, mọc rễ luôn ấy. Này đi bắn với tao mày, chân dài đấy, thích đú à? Á đủ, mày đọ chân chân ai dài hơn à? Thích không? Phê không? Có thằng, ui rồi, tơ cũng ghê. Vâng, lúc đầu tơ cũng là một người tạo ra những cái khoảng cách rất là hay, đi quay tay hay lắm tơ ạ. Cuối cùng là ra những đòn chí mạng giết người ta như là bóp rái đồng đội. Cái chỗ này ok, nhảy qua được rồi. Cái điện thoại của mình nó bị sao ấy, khi mà kéo sang trái thì nó sẽ bị mất di chuyển, nếu hiểu tại sao. Ui rồi, bây giờ thì cảm ứng bên nút nhảy nó không còn nhạy nữa, vãi cả xoài. Rồi chúng ta sẽ cùng lên đến này, được mời 500 anh em. Ui rồi, quả bom mít rồi, bọn kia nó ăn kill nhanh quá mà. À, tia chớp này, ui rồi, thằng nào đứng dưới nữa kìa. Rồi một bé, á đủ, nhìn này, rồi xong rồi, thiếu tí nữa là ăn được kill. Hòm này, ok, mình sẽ ăn hòm này. Ui rồi, lựu đạn, vãi xoài. Ôi, nó đứng AFK kìa, nhìn đau đấy, hết cả ruột anh em ạ. Mình nghe tiếng chân gần lắm anh em ạ, chắc phải chạy thôi. 36 kế, cứ chạy cho nó an toàn. Ui rồi, vẫn mất giáp kìa. Hay nhà, what the fuck, đâu ra vậy? Vâng, ngoảnh mặt nhìn lại thì chả thấy thằng nào mà tự dưng mất giáp, ảo loi. Mình nghe tiếng chân gần lắm nhưng nhìn quanh thì chả thấy ai, sao nhở, không biết là tại sao. Rồi cứ chạy thôi, cảm giác rất gần đây rồi anh tơ. Ôi trời ơi, theo nãy giờ à, không có mệt không vậy? Có mình có cần mình cấp nước cho uống không? Cho khát nước lắm đây mà. Rồi ôi trời ơi, nhấp nháy rồi, cố làm cái gì nữa, con người thì như cái đèn led ấy, cố làm cái gì. Ủa, úi rồi thằng này, ôi tôi xong rồi, biến luôn rồi. Đâu rồi, đâu rồi, con lợn này, mày hổ báo với ai? Quay lại, tao sợ chúng mày quá cơ, thằng nào cũng yếu hết cả rồi. Chúng ta chả cần sợ bố con thằng nào, ngay cả thằng tơ nó cũng yếu rồi anh em ạ, nó không còn mạnh mẽ như ngày nào nữa đâu. À, đuổi theo rồi, hết giờ rồi. A hi hi, vẫn top. Ok, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn lại các bạn trong những clip về sau. Bye bye.